nay á, tôi đang chờ lãnh đạo nha. Thì sáng nay á, là gửi cho tôi, gửi cho anh Cao Hòa Chánh một cái văn bản Ủy ban nhân dân phường 6 qua kiểm tra hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với các công trình xây dựng trái pháp luật tại khu đất công trình công cộng phường 6. Tuy nhiên không có hồ sơ vi phạm hành chính đối với ông Cao Hòa Chánh. Do đó Ủy ban nhân dân phường 6 không thể cung cấp quyết định cưỡng chế theo đề nghị của ông Ủy ban nhân dân phường 6 Long Bộc. Nay bố tôi là chủ đất đã cưỡng chế nhà tôi 13 căn. Sáng nay tôi lên công chứng, bố tôi chở bố tôi lên và bố tôi ủy quyền có hai nội dung sau: người nhận ủy quyền được thay mặt và nhân dân tôi liên hệ với các cấp phường 6, ủy ban dân quận Tân Bình, ủy ban nhân phố và các cơ quan thẩm quyền thực hiện các công việc sau đây. Thứ một, nhận quyết định cưỡng chế và các giấy tờ có liên quan đến việc cưỡng chế, nộp đơn khiếu nại tham gia giải quyết toàn quyền quyết định việc khiếu nại nêu trên và có quyền ký đơn và ra tòa án nhân dân các cấp. Thưa tất cả các luật, qua tôi mang lên nộp cái này giấy ủy quyền, tôi đề nghị ủy ban dân phường phải viết đơn nhận cho tôi để nhận cái ủy quyền này, nhưng anh không cho tôi nói và anh không biết đơn nhận. Thứ hai là anh bảo tôi hiện nay qua ủy quyền này phải làm cái đơn, thì tôi đã làm cái đơn và hôm nay tôi gửi, nhưng lần trước đã nhận đơn tôi và trả lời, hôm nay anh lại bảo không nhận đơn vì anh chẳng phải cung cấp những giấy tờ xây dựng, những giấy tờ liên quan đến đất mà công chứng đã ủy quyền, bố tôi đã ủy quyền và công nhận và cho tôi được quyền để đến đây nhận tất cả quyết định và khiếu nại tố cáo, nhưng anh Lâm anh không hiểu được cái quyết định này. Thưa quý vị, tôi nói rất là đơn giản, qua cái anh không nhận đơn luôn. Cái vấn đề mà gửi trả lời cho ông Cao Hòa Chánh là không có đủ thẩm quyền việc khiếu nại và tố cáo với số nhà 717 Hưng Hóa phường 6 Tân Bình, có nhà bố của tôi, thì cái tờ giấy này gửi cho chúng tôi tới sáng ngày hôm nay. Thì tiếp đó sáng ngày hôm nay anh tôi và bố tôi và anh em chúng tôi chở bố tôi đi được giấy ủy quyền, và bố tôi đã ủy quyền cho ông Cao Chu Đạo, ủy quyền cho anh Cao Hòa Chánh, thì chúng tôi tới nộp theo cái tờ thông báo này của phường là không đủ thẩm quyền. Thì ngày hôm nay chúng tôi đọc tờ này để bổ sung việc khiếu nại và tố cáo bà con chúng tôi. Và khi gửi bổ sung và cung cấp cho chính quyền thì chúng tôi kèm theo đó một đơn đề nghị để bổ túc cho đầy đủ và cái giấy ủy quyền cũng như là cái tờ thông báo này. Mà nhiệm vụ của anh Lâm á, thì chỉ có nhiệm vụ là nhận đơn, công viên nhân chức nhận đơn thôi, tiếp dân và nhận đơn thôi, không phải là bộ phận mà giải quyết khiếu nại tố cáo và trả lời tố cáo của bà con chúng tôi cũng như anh em gia đình chúng tôi. Nhưng ông trả lời thay cho những cơ quan giải quyết khiếu nại và tố cáo của các cơ quan thẩm quyền khác. Cái cách làm này là một cách làm mà tôi cho là trái với pháp luật. Vì vậy tôi mong rằng mọi người quan tâm và theo dõi cũng như cấp trên cao hơn xem xét việc làm của anh Lâm yếu kém như thế này, làm cho người dân chúng tôi thêm bức xúc khi bị phá hủy tài sản cũng như là bị cưỡng chế mất trong 3 tháng không có thu nhập. Thì một lần nữa tôi xin trình bày với quý vị biết để quý vị quan tâm theo dõi và lên tiếng thay mặt cho chúng tôi. Bây giờ tôi chờ lãnh đạo giải tiếp. Còn nếu ở đây mà ông Lâm ông đặt thẩm quyền cao nhất thì tôi lên quận, nhưng bây giờ ông Lâm chỉ là cán bộ tiếp dân, giờ tôi đang đợi lãnh đạo nha. Chánh không đủ để thay mặt bố thì hôm nay bố tôi đã ủy quyền cho tôi, anh đây trong nội dung đây, anh Chánh được nhận quyết định cưỡng chế và các giấy tờ liên quan được cưỡng chế của văn phòng công chứng ủy quyền cho tôi, nhưng anh Tâm không đủ khả năng, anh đọc anh hiểu được nhận đơn mà ghi biên nhận đơn, anh bắt tôi là gì? Hiện nay phải cung cấp những giấy tờ xây dựng, những giấy tờ nhà tôi có. Anh trả lời, anh không cung cấp cho tôi. Tôi khẳng định anh này không xứng đáng là một cán bộ có chế độ để giúp tôi.
Hôm nay tôi xin đề nghị các cấp không cho người tiếp công dân đó, đề nghị không được vì không được trình độ, không hiểu một cái gì về. Quay luôn đi để đưa lên mạng, cứ công khai luôn đi. Tôi chỉ đi tôi nói là làm theo đúng quy trình của pháp luật mà cố tình kẹt tôi lại cho dân tộc cùng đó. Là làm sai luật nha. Làm thì sai á. Tôi chỉ bảo là làm theo đúng quy định. Đang có cái luật không được vay tiền của người dân khi đưa đi khiếu kiện trong người đó. Tôi biết là sẽ là hành động sai trái, là chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền làm đúng theo quy định, theo quy trình pháp luật. Và chúng tôi xây nhà chúng tôi đã có xin. Tôi không biết anh này làm cái gì. Tôi không biết đó. Bà con hay nhiều đây. Và tiếp chúng tôi đã xin. Không có xin nào này cũng không trả lời. Chúng tôi có video clip và ghi lại những hình ảnh đó. Đây chúng tôi sẽ mail ra để bằng chứng minh cho tất cả các cấp biết là cái gì. Anh là côn đồ, côn dương nhược, là lừa dân. Mà dân chúng tôi vừa làm khó chúng tôi. Tôi nói rõ rồi là các video clip chúng tôi sẽ giữ và chúng tôi sẽ ghi ra. Người ta ra công chứng này, người ta yêu cầu anh chấm được nhận các quy định cưỡng chế và có liên quan đến việc cưỡng chế khu nhà tôi, nhưng anh bảo cái này không hợp pháp, cái này không có quyền. Sự quan cái phần chính được không? Được. Thôi bà con ơi, cái đàn này bà con bên trong kia giải quyết rồi. Thôi bà con đi làm dùng, bà con đi làm dùng đi. Bây giờ bên trong làm việc, xin bà con đi làm dùng, dạ thưa tất cả quý vị, hiện nay theo như lúc sáng nay á nhận được con nhận được từ ủy ban phường 6 gửi cho con là ông Cao Hòa Chấn về việc họ trả lời qua xem xét nội dung đơn của ông ủy ban dân phường 6 phúc đáp như sau. Ủy ban dân phường 6 đã kiểm tra hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với các công trình xây dựng trái phép tại khu đất công cộng phường 6. Tuy nhiên, không có hồ sơ vi phạm hành chính của chủ đầu tư vi phạm mang tên họ Cao Hòa Chánh. Do đó, Ủy ban dân phường 6 không thể cung cấp quyết định cưỡng chế theo đề nghị của ông Ủy ban dân phường 6 phúc đáp như trên để ông Cao Hòa Chánh được biết. Dạ vâng, thưa quý cha, quý vị. Thì nhận được cái thông báo này thì con vội vàng dạ con cùng với con chở ba con và anh chị em thì ba con lên công chứng, chở ba con lên công chứng và đã ba con ủy quyền cho con về cái việc thay mặt ba con trên cái khu đất này. Cụ thể thì ở trong cái ủy quyền này thì có hai phần chính, đó là người nhận ủy quyền được thay mặt và nhân dân tôi liên hệ làm việc với Ủy ban dân phường quận Tân Bình, Ủy ban dân thành phố và các cơ quan chức năng có thẩm quyền về thực hiện các công việc sau đây: nhận quyết định cưỡng chế và các giấy tờ có liên quan đến việc cưỡng chế nhà của tôi, nộp đơn khiếu nại tham gia giải quyết và toàn quyền quyết định việc khiếu nại nêu trên. Nếu sự việc được giải quyết tại tòa nhân dân thì các cấp thì người được ủy quyền nộp đơn khởi kiện vụ án, rút đơn khởi kiện, nhận thông báo thụ lý vụ án kết quả đơn và được phép dạ thay mặt bố tôi ở trên tòa. Thì đây cái đó là bản ủy quyền. Và thưa tất cả quý vị, qua cái giấy ủy quyền này và tôi đã chuẩn bị tôi làm một cái đơn tiếp, dạ làm một cái đơn là đơn đề nghị về được cấp quyết định cưỡng chế để khiếu nại quyết định xử phạt hành chính và tôi chuẩn bị nó thì tôi ra phường. Thì bây giờ là họ anh Lâm anh giải thích tôi mà anh bắt là gì mọi người phải là ký tên vô rồi bắt phải chứng minh dân, cuối cùng thì mọi chuyện nó là họ trái pháp luật về quy định của tiếp công dân. Thì tôi yêu cầu là bây giờ tôi gửi cái đơn, tôi gửi cái ủy quyền thì viết biên nhận, anh lắc léo anh không biết biên nhận, rồi sau đó tám bảo bây giờ anh Chánh à, bây giờ anh không chịu ký tên vô đây thì tôi không có tiếp anh, rồi tôi không biết biên nhận, rồi cuối cùng á thì anh bắt tôi phải làm một cái đơn thì tôi đã chuẩn bị sẵn thì anh cứ cố tình lắc léo anh không chịu tiếp nhận. Sau đó anh bảo là cuối cùng bảo như vậy anh Chánh bây giờ anh phải gửi ngay cho tôi cái gọi là cái xây dựng là chủ xây dựng hay chủ đầu tư
tức là thay mặt bố tôi phải có giấy phép xây dựng, vân vân, và anh bắt tôi phải cung cấp tất cả cái này. Thì tôi nói rằng hiện nay bây giờ là cưỡng chế nhà tôi rồi, mà hiện nay cái giấy ủy quyền này công chứng nhà nước thì về anh không hiểu cái ủy quyền này sao, thì tôi đọc lại cho anh, thì anh không cho tôi đọc. Và cuối cùng tôi nói anh là hiện nay anh không đủ trình độ, anh không đủ trình độ, anh đọc được cái giấy ủy quyền này, anh không đủ trình độ về hiểu biết luật pháp, thì đề nghị là anh cử lãnh đạo ra tiếp tôi. Nhưng mà cuối cùng thì anh quát tháo, rồi anh không có tiếp. Đó thì tôi chờ tiếp tục để rồi lãnh đạo ra. Nhưng mà cuối cùng thì lãnh đạo ông ra, tôi lại trở lại cái khu hành chánh, thì tôi vừa yêu cầu lãnh đạo, thì họ mới kêu người một anh phường đội ra, bắt đầu đẩy tôi ra đó. Sau đẩy tôi ra thì cán bộ đập vào đầu tôi, đập vào đầu tôi và hô hoán tùm lum hết. Cuối cùng thì họ lực lượng của họ rất đông, và bà con chúng tôi rút về. Và chúng tôi xin cảm ơn mọi người để tiếp tục chúng tôi xem coi tính tiếp. Chứ bây giờ ủy ban dân phường họ coi thường pháp luật quá, họ sai pháp luật, cộng với họ lớn hơn cấp chính quyền, họ thay mặt tất cả các cấp để trả lời không nhận đơn, nhưng mà họ trả lời miệng không. Đó thì thôi, xin mọi người công luận, xin tất cả mọi người giúp đỡ, và xin quý cha cầu nguyện nhiều cho bà con vườn rau.